Vâng, đó là chiến thắng vào ngày 31 tháng 5 năm 2016 với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Công Vinh và Văn Quyết. Nhìn vào đội hình ra sân của U23 Việt Nam, chúng ta có thể thấy là không khó dự đoán đúng không ạ? Một đội hình rất ổn định mà ông Park Hang-seo đã sử dụng từ đầu giải. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Những cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam đều gắn liền với các đội bóng Tây Á. 11 năm trước là chiến thắng 2-0 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để chúng ta vào tới tứ kết của Asian Cup, giải vô địch châu Á. Bốn năm trước là chiến thắng trước Iran ở trận đấu mở màn vòng bảng, để rồi sau đó đội tuyển Olympic của chúng ta cũng đã vượt qua vòng đấu bảng của ASEAN được tổ chức tại Hàn Quốc. Và hai năm trước, bàn thắng của Trần Thành vào lưới của U19 Bahrain đã đưa đội tuyển U20 Việt Nam đến tới sân chơi của thế giới, giải FIFA U20 thế giới. Và hôm nay lại trước một đối thủ đến từ Tây Á, Syria. Những thống kê mà anh Biên Cương vừa đưa ra rõ ràng cho thấy là đội tuyển Việt Nam cũng như các đội tuyển trẻ của Việt Nam rất có duyên với các đội bóng đến từ khu vực Tây Á. Hy vọng là điều đó sẽ tiếp tục được các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta thể hiện trước đối thủ U23 Syria rất mạnh ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là trận đấu mà U23 Syria buộc phải thắng nếu như muốn giành quyền đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Hoàn cảnh đó sẽ chi phối rất nhiều tới cách tiếp cận trận đấu. Huấn luyện Park Hang-seo lo nhất là 15 phút đầu trận, khoảng thời gian mà chúng ta cần phải tạo ra sự ổn định. Xuân Trường, Văn Thanh, Quang Hải. Như vậy Quang Hải sẽ đá chếch sang bên phía cánh phải, Văn Toàn bên trái và Công Phượng sẽ là người đá cao nhất. Siri đã chơi rất tốt trước U23 Hàn Quốc và cầm hòa đội bóng hùng mạnh này. Rất tốt, Văn Hậu đã đọc được ý đồ của đối phương, Đức Huy. Và chuyền bóng của Đức Huy lại hơi sửa lưng Văn Toàn. Đây là trận đấu đầu tiên chúng ta chơi ở sân vận động Thường Thục và có thể thấy là mặt cỏ của sân đấu này là tương đối tốt. Và pha bóng của Tiến Dũng. Sẽ không bất ngờ nếu Siri tập trung nhiều vào những tình huống tấn công biên. Cầu thủ áo số 7 của đội bạn Nazi là một cầu thủ có tốc độ tương đối tốt và đã từng gây ra nhiều khó khăn cho Australia cũng như hàng phòng ngự của U23 Hàn Quốc. Tất nhiên nếu như U23 Syria sử dụng lối chơi đó giống như cách mà U23 Hàn Quốc và Australia đã từng chơi trước đội tuyển U23 Việt Nam thì vai trò của những cầu thủ tiền vệ và hậu vệ biên là rất quan trọng. Những tình huống ngăn cản, đánh chặn sớm trước khi đối phương có thể thực hiện những quả tạt là vô cùng quan trọng với U23 Việt Nam. Chúng ta đã thể hiện sự hiệu quả trong cách chơi đó trong hai trận đấu đầu tiên. Vừa rồi là tình huống dâng cao của hậu vệ cánh phải Aham Huy. Ở hai trận đấu trước và đặc biệt là trước U23 Australia thì hai hậu vệ cánh của chúng ta là Văn Thanh và Văn Hậu đều chơi rất chủ động bên cạnh sự bọc lót kịp thời và hỗ trợ của các tiền vệ trung tâm. Thì những tình huống chủ động cắt những pha phối hợp biên của đội bạn đã giúp chúng ta hạn chế được rất nhiều những tình huống tấn công là sở trường của Australia. Sát là của Đỗ Duy Mạnh. Một trận đấu mà U23 Việt Nam không bắt buộc phải thắng. Tuy nhiên, chắc chắn là các học trò của viên Park Hang-seo sẽ không nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa. Một chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam chắc chắn giành vé đi tiếp, trong khi một trận hòa cũng có thể giúp chúng ta đi tiếp, tùy thuộc vào kết quả của trận đấu cùng giờ giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia.
đội bóng của chúng ta vẫn đang nhập cuộc chậm rãi, phối hợp bình tĩnh và xử lý của Văn Thanh. Vị trí của hai hậu vệ biên là những vị trí tạo ra được nhiều sự ấn tượng trong những trận đấu đã qua. Duy Mạnh, bản thân việc thử nghiệm Duy Mạnh ở vị trí trung vệ tại giải M50 Cup cũng giúp cho cầu thủ Mao số 11 có được cảm giác tốt hơn vị trí này. Đức Huy, nếu như đó là một quả bóng chách nhiều sang bên phía cánh phải để cho Quang Hải bứt tốc thì chúng ta đã có thời cơ. Anh Dũng có thể thấy là các cầu thủ chúng ta đang pressing ngay bên phần sân của đội bạn. Rõ ràng. Và anh Cường có thấy không là U23 Syria cũng không dám đẩy cao tốc độ và đội hình ngay trong những phút đầu tiên. Vì có lẽ họ cũng đã hiểu rằng, họ cũng đã biết được sự nguy hiểm trong những pha phản công của cao thủ U23 Việt Nam. Đúng là như vậy. Và nhân tố Văn Toàn xuất hiện ngay từ đầu cũng tạo ra những lo lắng cho tính toán của họ. Đường truyền cuối cùng của Văn Hậu lại không tới được vị trí của Văn Toàn. Nhưng có thể thấy rõ ý đồ trong cách chơi mà huấn luyện Park Hang-seo xây dựng cho đến lúc này vẫn là một lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng khi cần thì các tiền đạo của chúng ta có thể gây áp lực ngay bên phần sân của đội bạn và khiến cho đội bạn dù có muốn đẩy cao đội hình thì cũng sẽ phải lưỡng lự để có những tính toán phù hợp. Chúng ta vẫn đang chủ động trong cách nhập cuộc. Văn Hậu, cả hai cánh của U23 Việt Nam đều có những cầu thủ tấn công biên rất tốt. Đó là một tình huống dâng cao và tham gia phòng ngự tốt, đó là của Văn Hậu. Bên cạnh hai hậu vệ biên thì hai tiền vệ trung tâm cũng sẽ phải duy trì được sự chắc chắn ở trận đấu này, Xuân Trường và Đức Huy. Người đang có bóng bên phía Syria là Anahut, một trong hai trung vệ của U23 Syria. Đội tuyển U23 Syria dự vòng chung kết U23 châu Á năm nay có 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Và băng xuống của Mutadi. Mutadi là một trong những trụ cột của đội tuyển U23 Syria. Đúng như vậy, ông Fass có thể thay đổi nhiều vị trí trên hàng công của Syria nhưng vị trí của Mutadi thì không thể thay đổi. Và anh là người tạo ra nhiều những tình huống tấn công tốt nhất của U23 Syria tại giải đấu lần này. Và tất nhiên, đó cũng sẽ là cái tên đặc biệt được hàng phòng ngự chúng ta quan tâm. Đức Huy, nỗ lực tranh cướp bóng của Công Phượng. Tiến Dung, đó là Văn Hậu. Sự dứt khoát trong những pha xử lý của các cầu thủ phòng ngự cũng là rất cần thiết, nhất là trước những cầu thủ giỏi áp sát như U23 Syria. Một tình huống bắt việt vị khá cao ở gần khu vực giữa sân. Điều đó cho thấy là các cầu thủ của chúng ta cũng đang rất chủ động về thế trận. Xuân Trường, đúng là một cuộc đấu trí thực sự giữa hai huấn luyện viên Afas và Park Hang-seo. Cả hai đều đang thử thách nhau bằng một thế trận rất chậm rãi và chờ đối phương mắc sai lầm. Syria ở thế phải thắng nhưng họ cũng không thể vội vàng. Một tình huống áp sát của ba cầu thủ tấn công Công Phượng, Quang Hải và Văn Toàn ở phút thứ 5 của trận đấu là một sự nhắc nhở để Syria không thể đẩy một đội hình lên quá cao tìm kiếm bàn thắng. Văn Thanh, rất hay. Quang Hải vẫn là cầu thủ của chúng ta. Công Phước, Văn Toàn vẫn đang là cầu thủ 23 Việt Nam. Văn Hậu, những áp lực cần thiết
dù nó chưa mang đến một hiệu quả tấn công rõ ràng. Mười phút đầu tiên của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria đã trôi qua. Những phút vừa qua thì U23 Việt Nam tỏ ra chủ động hơn so với U23 Syria. Đó là đường truyền của Công Phượng Quang Hải, người đã ghi hai bàn thắng cho U23 Việt Nam ở giải đấu lần này. Đường truyền sang cánh phải của Công Phượng không chính xác thì đồng đội chưa băng lên kịp. Nếu như U23 Việt Nam đã có hai bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc và U23 Australia thì cao thủ U23 Syria cho tới lúc này thực tế thì họ chưa có được bàn thắng nào, dù đã có trận thua 1-3 trước Australia trận ra quân, nhưng đó là bàn thắng nhờ một pha đốt lưới nhà của hậu vệ đối phương, đó là hậu vệ Thomas Dung của Australia. Một tình huống mà bẫy việt vị của chúng ta đã bị đối phương hóa giải, nhưng rất may sau đó thì đã có một sự ngăn cản kịp thời. Người đã ngăn cản là Đình Trọng. Bàn thua đầu tiên của chúng ta tại giải đấu lần này cũng ở một tình huống mà bẫy việt vị đã không được sập xuống đúng lúc. Đó là một sự nhắc nhở cho hệ thống của chúng ta. Việt vị và chiếc bẫy này thực sự là một con dao hai lưỡi rất nguy hiểm. Không có bàn thắng cho U23 Syria. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, U23 Syria đã cho thấy họ đáng ngại như thế nào, đặc biệt là trong tình huống bóng bổng. Mutadi không tham gia trực tiếp nhưng rất biết cách để gây áp lực cho thủ môn và cầu thủ phòng ngự của chúng ta. Pha đánh đầu vừa rồi là của Arnau. Vừa rồi là một tình huống mà hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam đã làm việc không thực sự tốt. Sau tình huống cản phá cú dứt điểm của cầu thủ đối phương cách đây ít phút, Đình Trọng đã bị đau. Vừa rồi là những phút có thể nói là sóng gió chứ không thành của Tiến Dũng. Chiều cao của cao thủ U23 Syria là quá tốt. Xuân Trường, Văn Hậu, Văn Toàn. Đường truyền của Văn Hậu cho Công Phượng. Những tình huống phối hợp như vậy thì rất khó thành công. Văn Toàn này đang xuất phát ở vị trí tiền vệ cánh trái, trong khi Quang Hải chơi chếch sang bên phía cánh phải. Xuân Trường, vẫn là Xuân Trường. Đường truyền ở thế quá khó của Xuân Trường khi bị 3-4 cầu thủ đối phương vây giáp. Nhưng đó là một pha xử lý rất bình tĩnh của Xuân Trường. Quả đá phạt dành cho U23 Việt Nam. Các cổ động viên của chúng ta đang có mặt trên sân Thường Thục đang tạo ra những âm thanh cổ vũ. Quả đá của Xuân Trường. Cú đầu của Đức Huy, Công Phượng. Người mới thực hiện pha chuyền bóng bằng đầu là Văn Hậu. Cho đến này thì Văn Hậu dâng cao nhiều hơn so với Văn Thanh. Cũng một phần vì bên phía phòng ngự nơi Văn Thanh đảm nhận cầu thủ áo số 7, Nazi của đội bạn có khả năng tấn công biên rất tốt. Công cho U23 Việt Nam, Công Phượng. Một mình Công Phượng giữa vòng vây của ba cầu thủ Syria. Công Phượng
Phượng không có nhiều lựa chọn ở trong tình huống này. Một cú dứt điểm là quyết định hợp lý, nhưng đó là cú sút hơi thiếu chính xác. Đây là một pha bóng hay. Trong những trận đấu với các đội bóng Tây Á thì những phương án tấn công như thế này là lựa chọn hợp lý dành cho các cầu thủ của chúng ta. Mặc dù đã thoát thua nhưng thủ thành Ibrahim đã rất lo lắng sau pha phối hợp vừa rồi của các cầu thủ 23 Việt Nam. Vừa rồi Công Phượng đã nhằm góc xa khung thành của 23 Siri. Tình huống đã tạo nên sự phấn khích nhất định cho các cầu thủ 23 Việt Nam cũng như các cổ động viên của chúng ta đang có mặt ở trên sân. Đường truyền dài của Đức Huy, Quang Hải chưa băng xuống kịp. Một kịch bản dễ hình dung, U23 Syria tập trung nhiều vào những tình huống bóng bổng. Và hỗ trợ của Xuân Trường. Công Phượng, Quang Hải phối hợp bình tĩnh và tự tin. Chúng ta cần thêm một chút quan sát và sự chính xác trong những đường truyền cuối cùng để những pha bóng quyết định trở nên hiệu quả hơn. Ngay lập tức lại là một cú treo bóng bổng. Đúng là đội bạn tấn công nhiều vào cánh của Văn Thanh. Tình huống tấn công đơn giản. Pha tạt bóng vừa rồi vẫn là của Nazi. Văn Thanh. Trong ba trung vệ của U23 Việt Nam thì Duy Mạnh đang đá chết hơn về cánh của Văn Thanh. Và vai trò của Duy Mạnh trong việc hỗ trợ Văn Thanh nhiều hơn ở những tình huống ngăn chặn từ biên là rất quan trọng. Văn Hậu. Cho tới lúc này vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã xác định được 6 đội bóng có mặt ở tứ kết. Ở bảng A là U23 Qatar và Uzbekistan. Ở bảng B là đương kim vô địch Nhật Bản và Palestine. Và ở bảng C là cựu vô địch Iraq và U23 Malaysia. Bóng Đông Nam Á đầu tiên đã có mặt ở tứ kết. Và đó cũng là thành tích lịch sử của bóng đá Malaysia tại đấu trường này. Trong khi U23 Malaysia và U23 Việt Nam đang thi đấu thành công thì đại diện được coi là mạnh nhất của bóng đá Đông Nam Á là U23 Thái Lan đã sớm bị loại sau 3 thất bại ở vòng đấu bảng. Văn Toàn, Xuân Trường, cầu thủ đội bàn đã đọc được đường truyền của Xuân Trường cho Văn Thành. Mutari, cú sút xa rất lợi hại. Mutadi tỏ ra rất lợi hại với khả năng độc lập tác chiến của mình. Anh Dũng có thể thấy là U23 Syria đến lúc này đang cố gắng tạo ra một phong cách tấn công tương đối đa dạng. Một tình huống phá bẫy việt vị, một tình huống treo bóng bổng và vừa rồi là một nỗ lực sút xa của Mutadi. Chúng ta rõ ràng là cần phải chơi áp sát hơn, cho đối phương có nhiều khoảng trống để thực hiện những dứt điểm nguy hiểm như vừa rồi. Họ đã có khá bế tắc trong những tình huống tấn công biên thực hiện những quả tạt từ đầu trận, nhưng vừa rồi là một phương án, một giải pháp khác của cầu thủ U23 Siri. Đá phạt góc cho U23 Syria. Trận đấu đang trôi đi với không ít những thử thách dành cho các cầu thủ của chúng ta. Trước đó thì đã có một tình huống đánh đầu rất nguy hiểm của trung vệ số 5 Angnau. يوسف
Sát ngay. Phòng ngự bóng bổng tốt của các hậu vệ U23 Việt Nam. Bóng vẫn đang trong chân của đối phương. Rất nguy hiểm. Phát bóng lên cho U23 Việt Nam. Thử thách đang tạm qua đi sau những phút sóng gió liên tục. Trong những phút sóng gió vừa rồi thì chúng ta đã giải nguy hai tình huống bóng bổng và số đông cầu thủ cũng đã ngăn cản được những ý đồ đột nhập hay dứt điểm ngay của U23 Syria. Rồi là những tình huống mà các hậu vệ của U23 Việt Nam đã có những phương án phòng ngự bọc lót cho nhau tốt. Pha xử lý tốt của Tiến Dũng. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước U23 Australia. Kết quả tương đối thuận lợi cho chúng ta. Sự can lướt của Văn Toàn, nhưng cũng bởi sự áp sát của đội bạn mà ý đồ phối hợp bóng ngắn bóng sệt của các cầu thủ U23 Việt Nam khó thực hiện cho đến lúc này. Ném biên cho U23 Việt Nam. Đúng với chỉ đạo của ông Park Hang-seo, các cầu thủ của chúng ta đang cố gắng chơi chậm chắc và không bị cuốn theo lối đá của đội bạn. Sự bình tĩnh lúc này là vô cùng quan trọng. Nỗ lực của Quang Hải, trọng tài không thổi phạt. Vẫn là một phương án tấn công quen thuộc. Dù Quang Hải nằm sân nhưng U23 Syria vẫn tiếp tục tấn công. Những tiếng Quang Hải của các cổ động viên trên sân thường thục là một sự khích lệ rất lớn. Cầu thủ của chúng ta đã đứng dậy và có thể tiếp tục thi đấu. Trong những pha bóng bổng thì Văn Hậu với chiều cao 1m85 là người có thể tạo ra sự cân bằng trong những tình huống tranh chấp như vậy. Đây là lần thứ hai trọng tài phải nhắc nhở hậu vệ cánh phải Hawi của U23 Syria vì những pha tranh chấp của anh. Thành đã ngay lập tức bọc lót cho đồng đội của mình. Tình huống mà Đỗ Duy Mạnh đã ra sát đường biên để ngăn cản cầu thủ đối phương. Và xử lý không thành công của đội trưởng Aska bên phía Syria. Mutadi. Rất tốt, đó là tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự của Công Phượng. Các cầu thủ của chúng ta vẫn đang rất bình tĩnh với những pha xử lý của mình. Dù tham gia phòng ngự nhưng Công Phượng vừa rồi vẫn có một pha vê bóng và tạo ra sự bình tĩnh cần thiết. Không biết anh Cương có ý kiến như thế nào, nhưng riêng với cá nhân tôi,
ở trong hai trận đấu vừa qua. Một số ý kiến nhận định đội tuyển U23 Việt Nam chơi với một chiếc xe buýt 2 tầng, nhưng thực ra chúng ta là đội bóng đã chơi phòng ngự rất chủ động, và khi có bóng thì cũng tổ chức những đường lên bóng được tổ chức rất bài bản, có những miếng đánh cụ thể, chứ không phải là một cách phòng ngự tiêu cực và phá bóng một cách bừa bãi. Nói như vậy thì có thể nhớ tới thời huấn luyện Calisto khi có một tư tưởng và cách chơi không phải là phòng ngự phản công mà là phòng ngự chặt và tấn công chủ động. Cú chạm bóng cho Văn Toàn. Tôi nghĩ những thời điểm mà chúng ta có bàn thắng hay những pha lên bóng tốt của chúng ta, đó cũng là những tình huống tấn công chủ động. Tấn công chủ động giúp chúng ta có bàn thắng vào lưới của U23 Hàn Quốc, và tấn công chủ động cũng đã mở ra những thời cơ cho Công Phượng ở trận đấu với Australia. U23 Syria vẫn đang bền bỉ chờ những sơ hở từ các cầu thủ của chúng ta. Các cầu thủ của chúng ta đang cố gây áp lực ngay bên phần sân của đội bạn, và khiến cho những ý đồ triển khai bóng tấn công của U23 Syria gặp thêm những trắc trở. Thêm một cú chơi bóng bổng nữa. Huấn luyện Park Hang-seo và các cộng sự đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U23 Syria. Ta đang bị đẩy vào những tình huống bóng bổng quá nhiều, và đó là một thách thức. Rất kịp thời, có thể quan sát rất rõ trong cách chơi phòng ngự của U23 Việt Nam, đó là khi có một người băng ra thì ngay lập tức có một người khác sẵn sàng lót ở phía trong. Vừa rồi là tình huống lùi về bọc lót của Đức Huy, không có gì nguy hiểm trong thành của Tiến Dũng. Để có được sự bọc lót kịp thời đó thì một phần lớn là nhờ công huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng được sự liên lạc của các cầu thủ trên sân tốt hơn. Thêm một tình huống bọc lót cho nhau tốt nữa với sự giải nguy của Duy Mạnh. U23 Syria thực chất là đội bóng được đánh giá rất cao tại giải đấu này. Trận thua 1-3 ở trận đấu ra quân trước đối thủ Australia giải thích là bởi cao thủ U23 Syria chưa quen với điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt ở Giang Tô, Trung Quốc. Một phần bởi không nắm được nhiều thông tin về đối thủ của mình. U23 Syria đến với giải đấu này mà không có một trận giao hữu thử nghiệm nào, nhưng càng thi đấu thì rõ ràng họ càng thể hiện được sự nguy hiểm và sức mạnh của mình, đặc biệt là trong trận đấu là trận thứ hai trước đối thủ U23 Hàn Quốc. Trận đấu mà U23 Syria thi đấu chặt chẽ, có những pha tấn công hết sức nguy hiểm. Khi bị đặt vào một tình huống phải có điểm hoặc phải thắng, họ sẽ thể hiện được tất cả những tố chất của mình. Hậu vệ cánh phải An Ha Huy của đội bạn đang bị đau. Sau trận thua trước U23 Australia, Siri đã thực hiện 3 sự thay đổi người ở trận đấu với U23 Hàn Quốc với mục đích chính là tạo sự cân bằng giữa các tuyến. Và có vẻ như ông Afas đã tìm ra được đội hình ưng ý. Và hôm nay bước vào trận đấu này thì ông chỉ thực hiện một sự thay đổi người mà thôi, với việc để Mohamed Anz ngồi trên băng ghế dự bị và tung một cầu thủ có khả năng tham gia tấn công tốt hơn là An Ha Huy vào sân.
đây là một sự điều chỉnh để tìm kiếm bàn thắng của U23 Syria trong một trận đấu mà họ buộc phải thắng. Đình Trọng, việc Đình Trọng tiếp tục thi đấu là một điều rất quan trọng với chúng ta. Pha chuyền bóng dài của Xuân Trường, Văn Hậu băng vào, đường chuyền ngược trở lại rất hay, Công Phượng vẫn tiếp tục là Công Phượng. Cao thủ U23 Syria đánh giá được đủ sự nguy hiểm của Công Phượng để tạo ra một lớp vây quanh cầu thủ của chúng ta với số đông. Bốn cầu thủ vây quanh Công Phượng. Khi cần phất những đường chuyền dài lên phía trên khiến cho hậu vệ đối phương lúng túng, cầu thủ chúng ta áp sát vào và tạo ra sóng gió là một giải pháp tấn công đã mang đến những hiệu quả. Ở trận đấu với Australia cũng vậy, và vừa rồi là một tình huống như thế với cú phất bóng dài của Xuân Trường và xâm nhập của Văn Hậu, và sau đó thời cơ đã đến với Công Phượng. Pha bóng vừa rồi có thể thấy là dù đội bạn rất cần bàn thắng nhưng cũng không dâng cao đội hình và vẫn giữ quân số đủ đông ở bên phần sân nhà, nên Công Phượng đã bị bao vây bởi tới 4 cầu thủ to cao. Đó có lẽ cũng là lý do mà tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội lúc này là gần ngang nhau. Siri chỉ nhìn hơn chúng ta một chút. Tình huống đưa bóng ra biên của cao thủ Siri. Pha giải nguy tốt của Tiến Dũng. Một pha can thiệp tốt của Đoàn Văn Hậu. Và đó sẽ là một pha phát bóng lên cho U23 Việt Nam. Mà chúng ta đang thể hiện sẽ khiến đối phương nóng vội, đặc biệt là khi thời gian cạn dần. Tất nhiên là lúc này thì trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian. Đúng là như vậy. Để có thể góp mặt ở vòng tứ kết, và phía trước thì chúng ta vẫn là một chặng đường dài với không ít chông gai. Rất hay, Đình Trọng là người cắt bóng xuất sắc. Điều đáng mừng là càng vào trận đấu quan trọng thì ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và Tiến Dũng đang có được sự ổn định cần thiết. Công Phượng, Văn Toàn, đội bạn áp sát quá nhanh nhưng vẫn đang là cầu thủ chúng ta. Đường chuyền của Đức Huy, Văn Hậu, đội bạn đã đọc được ý đồ vừa rồi của chúng ta. Nhưng ngay lập tức thì Tiến Dũng đã kịp cắt pha tấn công của đội bạn. Aska lại là cầu thủ số 3 An Huy và đội bóng của Tiến Dũng. Tài đã thổi phạt cầu thủ của Syria vì cản trái phép với Bùi Tiến Dũng. Chúng ta cần phải có thêm những phương án ngăn cản những pha tấn công bên phía cánh phải của U23 Syria, đặc biệt là số 3 Nam Huy. Cầu thủ trong ít phút vừa qua đã có hai quả tạt vào trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Quang Hải, Mutari, khả năng tỉ đè và càn lướt rất tốt bên phía U23 Siri. Aska rất tốt. U23 Syria không sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến. Và nếu cứ chơi bình tĩnh, chúng ta thực sự là không gặp quá nhiều khó khăn để hóa giải những
miếng đánh của đối phương. Hơn 2/3 thời gian của hiệp 1 trận đấu đã trôi qua. Tỷ số của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Series vẫn đang là 0-0. Và đội bạn cũng sẵn sàng làm tất cả để có thể ngăn cản những pha tấn công của chúng ta. Nhưng tỷ lệ phạm lỗi của đội bạn đang là 5 lần. Rất nhiều những tình huống tấn công biên. Ở bên phía cánh phải, nơi hướng tấn công của đội bạn, khi thì Anan Huy dâng lên, khi thì số 20 Ahmad xuất hiện. Không có gì khó khăn. Vừa rồi lại là một pha tham gia của Anan Huy. Tiến Dũng. Cách bố trí 5 hậu vệ của chúng ta khi cần có thể linh hoạt chuyển sang sơ đồ quen thuộc 3-4-3. Đó là khi chúng ta cần mở những đợt tấn công nhanh. Đường chuyền của Duy Mạnh. Khi đó thì Văn Thanh và Văn Hậu có thể dâng cao. Quang Hải giữ bóng rất chắc. Anh Dũng có thể thấy là đội bạn khi cần có thể sẵn sàng phạm lỗi ngay với Công Phượng hoặc Quang Hải, bởi huấn luyện viên của họ cũng đã nghiên cứu kỹ băng hình những trận đấu của U23 Việt Nam và xác định đây là hai mũi nhọn tấn công nguy hiểm của chúng ta. Rõ ràng đó là cách tốt nhất để cao thủ Siri có thể ngăn cản được hai cầu thủ nguy hiểm trên hàng công của chúng ta. Khá bất ngờ khi Quang Hải có một thể hình nhỏ như vậy lại có thể thực hiện được một pha lấy bóng trong chân cầu thủ đối phương ở tình huống vừa rồi. Nhanh nhẹn, khôn ngoan và giúp Quang Hải làm được điều đó. Bóng vẫn đang trong chân U23 Việt Nam. Trọng tài biên yêu cầu các cầu thủ U23 Series đưa bóng về đúng vị trí. Theo tôi đó là tình huống chưa hiệp vị, trọng tài bắt lỗi, phạm lỗi. Pascal. Văn Toàn. Đó là sự bình tĩnh của Văn Thanh, là sự khôn ngoan của Duy Mạnh. Văn Thanh không quá vội vàng trước sự áp sát của Mutari, còn Duy Mạnh thì biết để đưa quả bóng chạm vào đối phương và mang về cho chúng ta một quả ném biên. Phòng ngự chặt và chúng ta cũng phải hạn chế những tình huống phạm lỗi ở gần khu vực 16m50. Rất đơn giản, đội bạn không thể thực hiện được những quả tạt bóng như ý, cũng một phần vì các cầu thủ chúng ta áp sát rất nhanh. Đây là một đối thủ mà những tố chất của Công Phượng rất có thể sẽ được thể hiện. Một đội bóng to cao nhưng lại
có những tình huống xử lý, đặc biệt là phòng ngự không thực sự tỉnh táo và có phần vụng về. Đường truyền không tốt của U23 Syria. Không chỉ Công Phượng mà những phẩm chất vốn có của Quang Hải hay Văn Toàn cũng sẽ có đất để phát huy. Nhưng trước khi nghĩ tới điều đó, trước khi nghĩ tới những tình huống tấn công, thì chúng ta vẫn phải duy trì được sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự. Khi mà đội bạn cần đẩy cao đội hình tấn công thì chúng ta có thể thấy số 3 Anawi gần như chơi như một tiền vệ. Pha bóng tốt của Văn Toàn. Đường truyền sau đó của Xuân Trường và tình huống di chuyển của Văn Toàn lại không như ý. Rất kịp thời, Đình Trọng là người giải nguy. Đó là một pha xâm nhập vòng cấm của An Amat. Busma. Không có khoảng trống để đội bạn có thể căn chỉnh những quả tạt bóng. Các cầu thủ chúng ta vẫn đang giữ được một cự ly đội hình ở hệ thống phòng ngự tốt. Văn Thanh, Quang Hải. Tiến Dũng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Thanh. Phá chồng biên rất hay, Văn Thanh, Văn Toàn. Rất khó qua trung vệ to cao bên phía đối phương, vẫn còn Công Phượng. Bóng trong chân của Tiến Dũng. Chính thức cuối cùng của hiệp 1. Hiệp 1 của trận đấu này là một màn đấu trí căng thẳng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Hussein Afas. An Ma-mua. Và xử lý khôn ngoan của Đình Trọng. Các trung vệ của chúng ta càng chơi càng tốt. Sự bình tĩnh, một chút lạnh lùng là điều cần thiết sau những áp lực mà đội bạn tạo ra. Đúng là một cuộc đấu trí thực sự. Cả hai đã nghiên cứu kỹ lối chơi của nhau. Pha xử lý cần thiết để sự bình tĩnh, để khiến cho thời gian trôi đi. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1.
hoàn toàn rất nỗ lực ở tình huống này. Lúc này thì Hàn Quốc đã nâng tỷ số lên 2-0 trước U23 Australia. Tỷ số của trận đấu hiện tại giữa chúng ta và U23 Syria cùng kết quả của trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia đang rất thuận lợi dành cho đội bóng của chúng ta. Nhưng chặng đường vẫn còn là cả một hiệp hai ở phía trước. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ giữ được sự bình tĩnh cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Những cầu thủ đá ở tuyến trên của U23 Việt Nam đang rất tích cực gây sức ép ngay bên phần sân của đối phương. Nếu như tỷ số này được giữ nguyên thì chắc chắn là U23 Syria sẽ đẩy cao đội hình và tốc độ trong lối chơi của họ trong hiệp thi đấu thứ hai hơn so với hiệp đầu tiên. Nhưng đây là cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Hoàn toàn đã bị thất thế trong pha tranh chấp bóng với cầu thủ đối phương. Và pha bóng vừa rồi đã khép lại hiệp một trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria. Hai đội ra sân tạm nghỉ hơn 10 phút mà chưa bên nào có được bàn thắng mở tỷ số. Một hiệp đấu thế trận diễn ra khá cân bằng và cầu thủ của chúng ta vẫn đang tuân thủ rất tốt đấu pháp của huấn luyện viên Park Hang-seo đề ra. I don't think they'll be feeling very worried about this situation with Australia losing to Korea at the moment. Vietnam in a good position. Halftime score the Changshu Sports Center, Syria 0, Vietnam 0. Huấn luyện viên Park Hang-seo hiểu rằng lúc này khi trận đấu đã bước sang hiệp 2, U23 Syria sẽ không còn tấn công cầm chừng như trong hiệp 1 nữa. Họ sẽ dồn toàn lực để tìm kiếm bàn thắng và thử thách cho hàng phòng ngự của chúng ta sẽ còn lớn hơn. Hiệp đấu thứ hai vừa được bắt đầu và trong hiệp đấu thứ hai này, U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Hiệp 1 trận đấu này tiếp tục là một hiệp đấu mà U23 Việt Nam đã tuân thủ rất tốt đấu pháp của huấn luyện viên Park Hang-seo, phòng ngự kín kẽ và khi có cơ hội đã tổ chức những đợt phản công rất sắc bén khiến đối phương dù buộc phải tấn công để ghi bàn ở trận đấu ngày hôm nay nhưng cũng không dám dâng toàn bộ đội hình sang phần sân của U23 Việt Nam. Một sút đầu tiên từ phía cầu thủ Syria vẫn là một sự chắc chắn cần thiết của Tiến Dũng. Một hiệp đấu nữa thôi cho một kết quả lịch sử, nhưng sẽ là một hiệp đấu đầy thách thức. Đức Huy rất hợp lý, đường chuyền của Phạm Văn Đức. Công Phượng, đường chuyền hơi sửa lưng Công Phượng một chút. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp Phan Văn Đức vào sân trong hiệp thi đấu thứ 2. Nhưng khác với hai trận đấu trước, lần này Phan Văn Đức được vào sân ngay đầu hiệp 2. Sự xuất hiện của Phan Văn Đức cũng là để hỗ trợ nhiều hơn cho vị trí của Văn Hậu. Vị trí đã bị khai thác tương đối nhiều. Trong hiệp 1 thì các bạn có thể thấy là U23 Syria tấn công rất nhiều vào hành lang cánh phải của họ. U23 Syria cũng thực hiện một sự thay đổi người. Tiền đạo biên của đội bóng này là Mohamed Ans đã được tung vào sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện một nước cờ thì ông cũng đáp lại bằng một nước đi tương tự. Ý hết các cam go giữa của hai đội. Tốc độ diễn ra rất cao khu giữa sân. Thống kê trong hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Syria nhìn hơn phát bóng và số lần dứt điểm. Công Phượng đường chuyền dành cho Văn Thanh.
Tiếp tục là Văn Thành. Văn Thành, pha chuyền bóng nhanh của Xuân Trường. Cú tạt bóng không như ý của hậu vệ biên màu số 17. Busma. Và thấy dễ dàng là những cầu thủ trên hàng tấn công của U23 Việt Nam đã tổ chức áp sát ngay bên phần sân của U23 Syria khi đối phương có bóng. Đó là cách gây sức ép cho đối phương, đồng thời cũng là một cách phòng ngự từ xa tốt nhất để giảm tải áp lực cho tuyến dưới của U23 Việt Nam. Được truyền dài của Aska, đội trưởng bên phía U23 Syria. Và đây là An Ahmad. Aska. Đó là pha xử lý cho thấy dấu hiệu nôn nóng của hậu vệ biên An Hawi. Các bạn có thể thấy trong tình huống vừa rồi rất rõ, khi mà các cầu thủ phòng ngự của chúng ta bao vây tiền vệ biên của đội bạn và đội bạn buộc phải chuyển hướng sang bên phía cánh phải. Việc tạo ra những cái lớp phòng ngự như vậy giúp cho ý đồ treo bóng bổng của đội bạn gặp khó khăn nhiều hơn. Giữ được thế trận này trong khoảng được khoảng 10-15 phút nữa chắc chắn chúng ta sẽ khiến U23 Syria nôn nóng. Ở trận đấu cùng giờ kết thúc hiệp 1 thì U23 Hàn Quốc đang dẫn cao thủ Australia 2-0. An Ahmad. Pha vỏ bóng khôn ngoan của Văn Hậu. Những mối lo về vấn đề tâm lý hay thiếu đi sự tự tin đã được gạt bỏ sau khoảng 10 phút đầu trận đấu. Và cho đến nay thì các học trò của Lim Park Hang Seo vẫn đang thi đấu đúng với những chỉ đạo và tính toán của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Chúng ta dễ dàng nhận thấy là U23 Syria đã bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Với mục tiêu là phải ghi bàn. Đây là lúc mà bản lĩnh của cao thủ U23 Việt Nam sẽ được thể hiện rõ nhất. Hy vọng những cuộc thử lửa ở những giải đấu như U23 châu Á, U20 thế giới đã tôi rèn được bản lĩnh cho các cầu thủ của chúng ta. Và thực tế thì các cầu thủ đã thể hiện tốt điều đó cho đến lúc này của giải đấu rồi. Nguy hiểm, đó là pha phá bóng chính xác của Đình Trọng. Xuân Trường. Đội bạn cũng đang lăn xả. Duy Mạnh. Nguy hiểm quá. Xuân Trường. Cú mở bóng dài của Xuân Trường. Pha băng lên của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức là một trong những cầu thủ có thể tạo ra sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Đường chơi của Đức Huy. Công Vượng bên trong là Quang Hải. Vẫn là Công Vượng. Nhà bóng lại hợp lý Đức Huy. Quang Hải. Dứt điểm. Một pha nhà bóng lại và có thể đặt Văn Hậu vào vị trí dứt điểm sở trường. Chúng ta vẫn đang thiếu đi một chút dứt khoát trong pha bóng vừa rồi. Nhưng đó là một phương án tấn công tốt. Có cảm giác như Văn Hậu hơi vướng trọng tài ở tình huống băng lên này. Cũng một phần là đường nhả bóng lại của Quang Hải hơi non một chút.
ta đã có được một pha phối hợp rất tự tin và bài bản. Usma. Tiến Dũng đang có một giải đấu rất hay. Và trong suốt hiệp một trận đấu này thì Tiến Dũng vẫn có những pha ra vào rất hợp lý và bắt bóng rất tốt, rất chắc chắn. Tình huống việt vị của số 10 bên phía Siri Mutari. Rất may đó là một tình huống việt vị, nhưng đã xuất hiện những đường truyền hỏng ở phần sân nhà trong những phút đã qua của hiệp hai. Và hy vọng điều đó sẽ được khắc phục. Là những tiếng cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam trên sân vận động Thường Thục. Các cầu thủ chúng ta không cần thiết phải vội vàng. Đưa bóng về vừa rồi là chính xác. Và xử lý của Duy Mạnh. Đình Trọng. Đình Trọng đã đưa bóng ra ngoài sân. Một hành động fair play khi đối phương đang có một cầu thủ bị đau. Đó là số 11 An Ba Mùa. Đó không phải là một pha phạm lỗi của Đỗ Duy Mạnh. Ở đâu cũng vậy, các cổ động viên bóng đá Việt Nam luôn tạo ra những hình ảnh tuyệt vời. Các cổ động viên của đội tuyển U20 Việt Nam đã tạo ra những hình ảnh có thể nói là hiện tượng ở giải U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc. Cho dù đó là một giải đấu mà chúng ta không có được kết quả vượt trên kỳ vọng. Những tình huống như cầu thủ của U23 Hàn Quốc phải rời sân vì bị chuột rút, hay những hình ảnh cầu thủ của U23 Syria hôm nay bị đau, cũng đã cho thấy những tiến bộ lớn về thể lực của U23 Việt Nam. Phát bóng lên của Tiến Dũng. Văn Hậu. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức chơi nổi bật ở giai đoạn cuối mùa giải vô địch quốc gia vừa qua trong áo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và sau đó cầu thủ này tiếp tục thi đấu rất hay ở giải bóng đá U21 quốc gia và đã được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung. Công Phượng. Đường chuyền chính xác cho Văn Thành. Pha nhả bóng cho Quang Hải. Văn Thành. Quang Hải. Hải đã bị lỡ nhịp sau pha xử lý xoay lưng. Rất tốt, Đức Huy. Văn Hậu. Vẫn là Văn Hậu. Đó là sự lăn xả của Phan Văn Đức. Chúng ta cũng sẵn sàng phạm lỗi, nhưng đó là những tình huống phạm lỗi ở vị trí an toàn, cách xa khung thành của Bùi Tiến Dũng. Sự thay đổi cầu thủ thứ hai bên phía U23 Syria. Đội bạn rút một cầu thủ phòng ngự để tung vào sân một cầu thủ tấn công. Người đã rời sân là Busma và cầu thủ được tung vào sân là Sanha. Một sự điều chỉnh không bất ngờ. Áp sát ngay. Rất nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Rất kịp thời.
Tình huống thi đấu lăn xả của Duy Mạnh, hoan hô Duy Mạnh. Uaba Siri buộc phải thắng. Và huấn luyện viên của ông Afas đang làm tất cả. Nguy hiểm. Kịp thời, Duy Mạnh đang có một trận đấu hay. Lần thứ hai, trung vệ áo số 11 của chúng ta giải nguy trong một khoảnh khắc thực sự sóng gió. Rất tốt, Xuân Trường. Sức ép rất lớn dành cho U23 Việt Nam. Quả chọc khe. Chúng ta vẫn bọc lót cho nhau tốt. Áp lực càng lúc càng lớn hơn. Quả phát bóng lên. Và Tiến Dũng cũng đã kiểm soát tình hình. Chỉ đầu hiệp 2 thôi thì ông Hussein Afas đã rút hai cầu thủ phòng ngự ra và tung hai cầu thủ có tình huống tấn công vào sân. Bóng cho cầu thủ của chúng ta giữ được chân cứng đá mềm. Rất tốt và pha bóng của Đình Trọng. Aska. U23 Syria bắt đầu đẩy cao tốc độ. Văn Thanh. Duy Mạnh. Rất tốt. Văn Thành rất bình tĩnh. Xuân Trường, Duy Mạnh. Nỗ lực của Công Phượng. Một quả phạt cho U23 Syria. Khi đội bạn tấn công, chúng ta đã giữ được sự bình tĩnh. Và vừa rồi khi chúng ta theo dõi lại tình huống va chạm của Công Phượng thì có vẻ như Tiến Dũng đã lại có một tình huống làm chủ không gian tốt. Một tình huống không hề có lỗi của Công Phượng. Forest Arnold là người đã có một pha đánh đầu rất nguy hiểm trong hiệp 1. Hiệp 2 này thời gian sẽ trôi đi rất chậm với các cầu thủ chúng ta. Nhưng áp lực được dự báo sẽ còn lớn hơn nữa trong những phút sắp tới của đội bóng áo đỏ. Trong khi U23 Syria sẽ phải chạy đua với thời gian. Chắc chắn sẽ là một hiệp đấu rất mất sức với các cầu thủ U23 Việt Nam. Lúc này thì trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia vẫn đang có tỷ số 2-0. Nghiêng về phía U23 Hàn Quốc. Đội bóng đang là đương kim á quân của giải. U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản vẫn đang là hai đội bóng được đánh giá rất cao ở giải đấu năm nay. Nazi. Nazi.
Anaud, Askar. Nazi. Toàn bộ đội hình của U23 Việt Nam đã lùi về sân nhà. Hỗ trợ phòng ngự tốt của Xuân Trường, bóng vẫn đang trong chân cao thủ Siri. Anamat. Xoạc bóng là của Văn Thành. Rất nguy hiểm. Bóng đã xuyên qua đầu của Anh Hào. Công Phương. Đội bạn dù đẩy cao đội hình nhưng vẫn giữ những cầu thủ phòng ngự bên phần sân nhà để đề phòng những tình huống phản công của chúng ta. Vừa rồi là pha giải nguy của Aska. Phan Văn Đức. Đường chuyền hơi mạnh. Aska. Và phòng ngự rất tốt của Đỗ Duy Mạnh. Nazi. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến thì điều lo ngại nhất đó là sự liên lạc giữa các cầu thủ ở trên sân. Nhưng điều đó đang được giải quyết và càng lúc thì sự liên lạc giữa các cầu thủ của chúng ta càng tốt hơn. U23 Hàn Quốc vừa nâng tỷ số lên 3-0 trước Australia. Kết quả như vậy thì gần như có thể khẳng định là cơ hội không còn với các cầu thủ Australia nữa. Aska. Quang Hải. Phản công cho U23 Việt Nam. Xuân Trường. Đó là Xuân Trường. Công Phương đối mặt. Dứt điểm không vào. Bất công. Pha bóng vừa rồi đã làm cho đội bạn gặp phải những trắc trở và Aska thậm chí còn phá bóng hụt. Đó là một cơ hội rất tốt dành cho các cầu thủ của chúng ta. Có lẽ là tốt nhất kể từ đầu trận đấu. Rất fair play. Một thời cơ tốt để các cầu thủ của chúng ta có thể tiếp tục phản công. Nhưng Xuân Trường đã đưa bóng ra ngoài cuộc chơi. Chúng ta cùng theo dõi lại sự bình tĩnh của Xuân Trường. Công Phượng cũng đã chỉnh thước ngắm rồi. Nhưng thủ môn của đội bạn đã chơi xuất sắc. Và cú đá của Công Phượng cũng chưa đủ hiểm để có thể đánh bại được Ibrahim. Xuân Trường, Phan Văn Đức, Nazi đã có lúc chuyển sang cả cánh phải để tạo ra sự khác biệt nhưng vẫn chưa thực sự thành công. Phan Văn Đức gần như là sự lựa chọn số 1 trong hiệp 2 của Liên Park Hang-seo giải đấu lần này. Quang Hải. Nếu như đó là một đường truyền cho Văn Hậu ở bên phía cánh trái thì tốt hơn. Aska. Ahawi. Miak. Nazi. Đội bạn vẫn luôn duy trì ít nhất là 3 cầu thủ ở phần sân nhà.
đề phòng những pha phản công nhanh của U23 Việt Nam. Văn Thành, Anamak, Phan Văn Đức, cơ hội phản công. Quang Hải rất khéo, rất hợp lý. Văn Thành, phía bên kia là Đoàn Văn Hợi. Ý đồ là rất rõ ràng rồi. Văn Hậu di chuyển nhanh ở bên phía cánh trái, nhưng cú phát bóng của Văn Thành vẫn chưa được như ý. Và vừa rồi là cú đẩy bóng vẫn hơi dài của Quang Hải. Cú đá của đội trưởng Asuka không có gì khó khăn đối với Tiến Dũng. Cú sút xa tốt nhất trong trận đấu này của U23 Series là cú đá của Mutari trong hiệp 1. Phan Văn Đức. Xuân Trường rất bình tĩnh. Quang Hải, Đức Huy, Công Phương. Phan Văn Đức, Công Phương, Quang Hải. Thời cơ đang xuất hiện nhiều hơn trong khoảng 10 phút vừa qua với các cầu thủ chúng ta. Và hy vọng là các cầu thủ sẽ có được sự tỉnh táo, sự bình tĩnh trong những pha bóng mang tính chất quyết định. Duy Mạnh. Đức Huy. Các bạn cũng có thể lực rất tốt. Sức dấn dẻo dai, sức dấn của đội bạn có thể giúp cho họ có những pha tăng tốc và đá bóng. Văn Hậu đã xử lý khôn ngoan. Tình huống chạy cắt mặt cầu thủ đối phương, một cầu thủ của U23 Syria phải đẩy người, và phạm lỗi của Anes. Rất nhiều tình huống phòng ngự khi đối phương đưa bóng tiến sát vòng 16m50, các cầu thủ chúng ta cũng rất biết cách tránh những pha phạm lỗi. Người rời sân thứ hai bên phía U23 Việt Nam là Công Phượng, và vào thay cho anh là Hà Đức Trình, cầu thủ đã đá chính ở hai trận đấu đầu tiên. Bên cạnh vai trò là một tiền đạo thì thể lực tốt cũng sẽ giúp cho Đức Trinh tham gia được nhiều hơn trong những tình huống phòng ngự của chúng ta. Đức Trinh vừa vào sân, Đức Trinh mang về cho chúng ta quả đá phạt. Ở trong hai trận đấu đầu tiên, Đức Trinh thi đấu chưa thực sự nổi bật ở vai trò tấn công, nhưng tham gia rất tích cực vào lối chơi phòng ngự của U23 Việt Nam. Xuân Trường đường chuyền cho Đức Trinh, quả đá phạt góc cho U23 Việt Nam. Trước U23 Australia, chúng ta đã có bàn thắng từ một quả đá phạt góc. Trong những quả đá phạt góc của U23 Việt Nam thì các trung vệ thường là những người có mặt trong khu vực cấm địa, như Duy Mạnh, như Tiến Dũng, và những cầu thủ sút xa tốt sẽ trực chờ ở ngoài khu vực 16m50. Siri thực hiện sự thay đổi người cuối cùng khi Muhanet là người tung vào sân. Quang Hải, một chạm bóng tốt vào trong, đấy đâu. Không phải là không có những thời cơ, và người cao nhất là người đã đánh đầu. Văn Hậu 1m85. Thời cơ rất tốt dành cho các cầu thủ chúng ta rồi. Bóng không chạm đầu Văn Hậu mà chạm đầu của Tiến Dũng. Hai
hai trung vệ của chúng ta thực sự đã không hiểu ý ở tình huống vừa rồi. Tiến Dũng đã không quan sát thấy Đoàn Văn Hậu băng lên ở phía sau. Đó là pha phán đoán tình huống của số 14 Phan Văn Đức. Đường chuyền của Aska. Anamat. Rất nguy hiểm, đó là pha phản ứng kịp thời của Tiến Dũng. Rất bình tĩnh. Đức Trinh. Đức Trinh buộc trung vệ của đội bạn phải phá bóng. Những sự thay đổi của Pa Hong Seo cho đến nay đều gửi gắm những ý đồ rất rõ ràng cho một thế trận mà chúng ta cần tỷ số hoa. Phát vào Đức. Đức Trinh. Pha phối hợp của Đức Trinh lại thực sự không như ý. Nazi. Anamat. Phía trước là Văn Thành và Duy Mạnh. Đó là số 2 người bên phía Siri. Nazi. Rất nguy hiểm. Không phải. Một cú phá bóng có giá trị như một bàn thắng của Duy Mạnh. Quả là hồi hộp khi sức ép của đội bạn là không hề ít. Rất bình tĩnh của Hải. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đang tìm đồng đội. Xuân Trường. Chúng ta vẫn đang giữ được sự bình tĩnh cần thiết trước những sức ép không hề nhỏ của U23 Siri. Quang Hải. Rất bình tĩnh. Đường chuyền của Văn Thanh. Chúng ta vừa trải qua những giây phút hết sức lo lắng. Một tình huống bọc lót của Đỗ Duy Mạnh. Không thể không kể tới công của Đình Trọng, anh Tiến Dũng ạ, khi chính Đình Trọng làm thay nhiệm vụ của Tiến Dũng trong tình huống vừa rồi. Quang Hải. Văn Thanh. Duy Mạnh. Khoảng 15 phút nữa cho một thành tích lịch sử. Trận đấu còn lại có lẽ chúng ta đã nhận định hơi sớm khi mà trong vòng ít phút U23 Australia đã ghi liên tiếp hai bàn thắng vào lưới đối thủ Hàn Quốc để rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Những diễn biến tại bảng D đang hết sức kịch tính. Anamat. Duy Mạnh và Anamat. Bóng vẫn trong sân. Và phòng ngự chính xác. Vẫn là những phút giây đầy khó khăn khi mà đội bạn vẫn tận dụng thể hình để thực hiện những cú chạm bóng vào trong. Cú phá bóng của Đình Trọng. Nguy hiểm quá, không vào. Tất cả đã lặng người. Tất cả đã lặng người trong khoảnh khắc mà Mutadi bật cao đánh đầu. Cú tạt bóng gần như là tốt nhất kể từ đầu trận được thực hiện bởi Nazi. Và chỉ cần một cú lắc đầu chính xác thôi, không biết chuyện gì đã xảy ra rồi.
Những phút vừa qua các hậu vệ biên và tiền vệ biên của chúng ta đã không có được sức ép cần thiết với các cầu thủ đá cánh của đối phương và đã có khá nhiều những quả tạt nguy hiểm vào trước khung thành của Bùi Tiến Dũng. Có lẽ là thể lực đang ảnh hưởng đến một số vị trí của đội bóng Việt Nam. Đúng là như vậy, các cầu thủ chúng ta đang phải gồng mình. Đức Trinh, Đức Trinh vẫn tiếp tục là Đức Trinh. Chuyền bóng cho Quang Hải đi. Quang Hải, Đức Huy, Phan Văn Đức, Phan Văn Đức, quả đá phạt góc cho U23 Việt Nam. Những áp lực như vừa rồi là rất cần thiết. Quả đá phạt góc cho chúng ta. Sau một loạt sự thay đổi thì Anagui không còn vào sân nhiều hơn. Cơ hội! Người đã tranh chấp với thủ môn đội bạn Ibrahim là Tiến Dũng. Aska. Hành trình đầy thử thách cho thể lực của cao thủ 23 Việt Nam. Cầu bạn vẫn còn rất khỏe. Những sự thay đổi của huấn luyện viên Hussein Afas cũng là rất đáng kể. Mohamed Ans là người đi tung vào sân ở hiệp 2 và tạo ra không ít những sóng gió cho hàng phòng ngự của chúng ta. Siri đang nhồi bóng bổng rất nhiều. Mỗi lần một pha bóng bổng của U23 Syria cầu vào trước khung thành, Bùi Tiến Dũng trôi qua là chúng ta lại thở phào. Chuyền dài của Anes. Anamat. Văn Thành rất nhanh. Này bóng liên tiếp được cầu vào vị trí của Mutari, thủ cao trên 1m90 bên phía U23 Syria. Rất tốt. Một tác động cần thiết của Quang Hải từ phía sau. Lại là một tình huống chủ động của Văn Hậu. Syria gần như không còn một bài gì khác ngoài tấn công bóng bổng. Họ đang tận dụng chiều cao và một phần nào đó là thể lực đang dần suy giảm của U23 Việt Nam. Vừa rồi là một pha cắt bóng tuyệt vời của Xuân Trường. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Nhiều sau trọng tài lại thổi phạt. Đức Huy phá bóng đi, lỗi rồi. Những cầu thủ mà huấn luyện viên Alphas tung vào sân trong hiệp 2 đều tham gia tích cực vào những tình huống tấn công.
Bên phía cánh trái là số 8 Mohamed Ams và bên phía cánh phải là số 19 Sanha. Cùng chờ đợi những tính toán trong khoảng 8 phút cuối cùng của trận đấu này từ huấn luyện Park Hang-seo. Phan Văn Đức đã được tung vào sân. Hà Đức Chinh đã góp mặt. Đội bạn đã sử dụng hết quyền thay đổi người. Chúng ta vẫn còn một lựa chọn nữa. Anes. Arnaud. Và cắt bóng của Văn Hậu. Trọng tài xác định là bóng đã ra ngoài sân. Rõ ràng đây đang là trận đấu khó khăn nhất của U23 Việt Nam ở vòng bảng. Nazi. Anamat. Không có penalty. Quá ngại. Phan Văn Thanh. Đức Trình di chuyển hơi sớm. Quả là rất hồi hộp trong khoảng thời gian không nhiều còn lại của trận đấu. Cú đánh đầu tốt của Tiến Dũng. Arnaud. Sức ép càng về cuối sẽ càng lớn hơn với U23 Việt Nam. Nazi. Anamat. Văn Thành quá hay. Xuân Trường. Văn Thành. Đức Trinh. Đây là lý do Đức Trinh được tung vào sân, khi chúng ta sẽ mở nhiều hơn những đường bóng dài lên phía trên. Nguy hiểm quá. Không vào. Rất may. Mutari đã có ít nhất là hai cơ hội rõ rệt để mở tỷ số. Có thể nhận thấy là trong những phút vừa qua, các cầu thủ của chúng ta vẫn chưa dành cho số 20 bên phía đội bạn một sự chăm sóc kỹ lưỡng hơn, đó là Anamat. Miếng đánh vừa rồi của U23 Syria quả là lợi hại, và nó buộc chúng ta sẽ lại phải tăng thêm một cầu thủ nữa cho hệ thống phòng ngự. Đó là một cái tên có sức mạnh và giàu thể lực, Phạm Xuân Mạnh. Có vẻ như người nhường vị trí là Quang Hải. Phút 87 rồi. Bóng được trả lại cho U23 Việt Nam. Trận đấu thứ hai của Phạm Xuân Mạnh ở giải đấu năm nay. Trận gặp U23 Hàn Quốc, Xuân Mạnh vào sân để thay Văn Hậu ở phút thứ 79. Hợp lý. Tình huống không tham gia vào pha bóng vừa rồi của Văn Hậu là hợp lý. Một trận đấu lấy đi quá nhiều sức lực của các cầu thủ U23 Việt Nam. Khả năng
đang chơi với hơn 100% khả năng của mình. Trọng tài yêu cầu cao thủ Siri thực hiện lại phản ứng biên. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Nazi. Ueba Siri đang tổ chức tấn công rất nhiều hai biên, đặc biệt là bên phía cánh trái, nơi có sự xuất hiện của Anamat và Nazi. Nazi. Arnaud. Rất tốt, Xuân Trường. Giải nguy hợp lý. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và pha bóng của Đình Trọng. Văn Hậu. Phan Văn Đức. Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 này có thể sẽ nhiều hơn hiệp 1 vì những tình huống bóng chết. Văn Hậu tốt lắm. Hannes. Nazi. Bóng đến Đức Trinh, chân Đức Trinh. Rất tốt. Sự bình tĩnh cần thiết. Và cản phá của Xuân Mạnh. Giây thứ 59 của phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và bây giờ trận đấu bước sang thời gian bù giờ. 4 phút bù giờ. 4 phút mà chúng ta chắc chắn sẽ trải qua những cảm giác có lẽ là không khác gì cả trận đấu. Sẽ là sức ép rất lớn dành cho U23 Việt Nam, thử thách bản lĩnh của các cầu thủ trẻ chúng ta. Tốt lắm Văn Hậu. Đó là pha xử lý rất tốt của hậu vệ trái. Văn Đức. Rất bình tĩnh. Xuân Trường. Sau đó là pha xử lý của Bùi Tiến Dũng. Xuân Trường. Văn Thanh rất bình tĩnh. Đức Trinh đang di chuyển. Đức Trinh. Đức Trinh. Đức Trinh. Đức Trinh. Pha khống chế bóng lập bập đã khiến cơ hội trôi qua trước mũi giày của Hà Đức Trinh. Ở trong tình huống vừa rồi thì Văn Thanh vẫn còn một giải pháp nữa là chuyền bóng sang bên phía cánh phải cho Lương Xuân Trường. Dù không thành công nhưng nó giúp cho chúng ta có được lợi thế về thời gian. Quả đá phạt góc cho U23 Việt Nam. Chúng ta đã chiến đấu tuyệt vời trong hơn 90 phút đã qua và hy vọng rằng chúng ta sẽ đứng vững trong còn khoảng 2 phút còn lại. Chúng ta có thể thấy là ông Park Hang-seo hồi hộp thế nào. Ông đã đứng ra phía sau của băng ghế kỹ thuật rồi. Tất nhiên là ông đang chỉ đạo các cầu thủ trở về phần sân nhà thật nhanh. Văn Hậu. Cú đá từ rất xa. Siri không còn bài gì khác ngoài việc treo bóng bổng vào trước khung thành Bùi Tiến Dũng và đưa bóng áp sát khung thành chúng ta càng nhanh càng tốt. Còn với U23 Việt Nam vào lúc này chúng ta đưa bóng thật xa khỏi khu vực cấm địa, khỏi khu vực trước khung thành Bùi Tiến Dũng càng nhanh càng tốt. Tốt. Đức Huy. Đức Huy có thể thực tuyệt vời.
không còn cầu thủ U23 Việt Nam nào bên phần sân của U23 Syria. Rất nguy hiểm. Áp sát cầu vào. Đó vẫn chưa phải là một cú đá tốt ở khoảng thời gian chỉ còn một phút nữa. Một trận đấu đầy thử thách. Và quả thật là rất hồi hộp trong khoảng thời gian này. Cúp bù giờ cuối cùng. Vài chục giây nữa là U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử. Chúng ta đang tiến rất gần với vòng tứ kết của vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Thật là xúc động. Những chiến binh của chúng ta đã chiến đấu quả cảm cho thành tích lịch sử này. Xin chúc mừng U23 Việt Nam, chúc mừng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã trở thành đội bóng thứ hai của Đông Nam Á có mặt ở tứ kết. Và đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là các cầu thủ Iraq